Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, khi nói tới sự vất vả của cuộc đời, người ta thường hay dùng từ gánh nặng. Nào là gánh nặng gia đình, gánh nặng chuyện làm ăn, gánh nặng tuổi tác, vân vân. Gánh nặng gắn liền với phận người, ngay cả người được cho là kẻ bọc điều đi nữa. Trước bao nỗi lao nhọc của con người, Chúa Giê-xu mời gọi đến với người tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Đến với Chúa không phải để được sung sướng khỏi phải vất vả. Đến với Chúa không phải ngồi chống tó hay chờ cho sung rụng. Đến với Chúa, con người vẫn có những vất vả, nhưng đón nhận ách của Chúa là ách êm ái. Gánh nhẹ nhàng thì con người có vất vả cũng thấy hạnh phúc. Như một học sinh sau một kỳ ôn luyện miệt mài đã đậu kỳ thi, như một vận động viên vất vả trên sân tập để rồi đoạt giải quán quân, ách của Chúa sẽ làm cho con người hiền hòa và thăng tiến. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết chạy đến bên Chúa để được Chúa nâng đỡ bùi an cho những vất vả khó nhọc của chúng con. Amen.